Đây là gì đây? Mày nhớ. Cái nhất ok. Đừng ngừng bé bé à? Tôi bắn kinh, nhặt tên nhá. Với mẹ đi chợ về lâu chưa? Đây, tiền hôm nay bán mít đây, tôi đưa cho anh này. Mỗi người một nửa nhá. Tiền hôm bán mít đây, mỗi người một nửa nhá. Đây. Thôi, để mua sữa cho con, anh không lấy đâu. Anh cứ cầm đi. Thôi, anh không lấy đâu. Anh hộ hái các thứ mà. Thôi, để mua sữa, mua quần áo cho con. Thế tôi xin nhá. Đấy, xuống đây, chú lấy đồ xong chú về đây. Tôi lại ăn cơm anh. Trời tối rồi, chú về đấy. Ăn cơm đây á. Ngồi ghế á. Đây, chú ngồi đây. Ở đây ăn cơm xong mới về. Hai mẹ con nấu món gì đấy? Rau với cơm thôi. Hôm nay đi chợ bán mít được hết không? Bán được hết, nhiều người thích mua. Bọc coupon tắm chưa? Chưa à? Thế tắm. Thế tí chú tắm cho nhá. Ê, hai chú cháu đi tắm đi, không à, ăn cơm. Nào đi tắm thôi nào. Yeah. Nào đi tắm nha, chú tắm cho nhá. Con ơi, dậy đi. Chú thì dậy rồi. Chú dậy đó. Chú dậy rồi à? Xem rồi. Chú ơi, chú. Chú ơi, chú ra đây. Chú đi về rồi. Chú đi về rồi.
đi lấy bàn chải về đánh răng đi. Con lấy nhiều ấy, đưa mẹ một ít nhé. Công mẹ đi. Đâu, trứng đâu, lấy cho mẹ nào. Cho mẹ. Lấy con. Mẹ ơi, chín rồi. Mẹ khuấy trứng đều lấy ra được rồi. Được rồi. Được rồi. Thank you.
nóng quá. Ngon quá nhỉ. Còn cái này mẹ cho chó ăn chứ. Ừ, no quá. Trời ơi. Em bon đi rửa bát cho mẹ nhá. Mẹ cho chó ăn cơm đó. Em bon đi rửa bát cho mẹ nhá. Đây đi cái này. Hả? Nè. Cho vào gùi cho mẹ đi. Được không? Cái trên này. Quả bông to thế. Ừ. Quả này già lắm rồi. Mẹ ơi, em ơi. Ừ. Cho vào gùi cho mẹ nhé. Úi dù, nặng lắm. Sang đây. À, quả bên này nữa này. Quả này non lắm, ăn ngon lắm đấy. Ăn ngon lắm nhé. Cho vào gùi cho mẹ đi. Ok. Ôi trời. Đi ra lấy xem con nhé. Mẹ ơi, quả đi ở đây này. Đẹp thế nhỉ. Đẹp hơn một cái. Ô, nó bị thối đây rồi. Nó bị thối đây rồi này. Nó bị thối. Con giun bỏ vào ăn rồi. Con giun bỏ vào. Ăn đây. Có ăn này đây. Vứt đi, không lấy đâu. Vứt đi, không bán đâu. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, quả to kìa. Đi, một quả nữa. Một quả nữa. Quả này xem. Không bị thối. Này, cho vào gùi cho mẹ. Mẹ nè. Đi 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 đâu.
Này, con cầm này. Này, cho vào gùi cho mẹ. Được rồi. Đi sang bên kia xem con nữa. Hai chị hái rau à? Ừ. Em hái rau à? Vâng. Em đang hái rau. Ừ. Bác hái rau à? Ừ, bác hái rau. Thơm lắm. Tôi thấy các chú vẫn ở xào hoa này lắm. Thôi mẹ được một bó rồi đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Này em con để vào dấu cho mẹ nhé. Em để vào dấu cho mẹ nè. Ok. Để vào dấu nhé. Cầm đi, cho vào rổ đi. Cho vào rổ nhé. Ok. Được bó đâu. Bó hộ mẹ nhổ cho nhanh. Mẹ ăn đi, cái xe bắt đầu bằng nhau đi nhảy. Ừ. Mẹ chọc cái đi chứ. Mẹ ơi. Ê. Chắc ta hơi. Ơ. Như mẹ là cái này là gì ấy? Mẹ là gì đây? Con bò xít à? Con bò không phải đấy. Con bò xít nó đang đi. Hi hi. Mẹ đâu? Ê. Ê. Có yếu mà nhìn đi con này. Nhìn nó thật đếch lắm.
đâu đâu. Ê, mẹ ơi, con bò xin nó không kéo được. Nó không mở cái chân ra đâu. Ê, con bò xin nó cái chân của nó đi dài lắm. Cái chân của nó là đây nè. Ê, cái đùng của nó cái đầu. Là cái đầu của nó cái... Con lấy lạt cho mẹ nè. Lấy cho mẹ một cái lạt nè. Con này, ừ? Lạt ấy, lấy cho mẹ một tí nữa. Em ăn xem một tí nữa. Xong rồi lấy lạt. Lấy lạt đâu rồi? Con lấy lạt cho mẹ nè. Ok. Rút ra một cái. Ok. Mẹ xin nha. Cái chân của nó dày lắm, cái nó không đi được đâu. Dớt. Bon cầm đi vào rổ đi. Cầm đi vào rổ đi nhé. Ok. Cái này già không lấy đâu con. Cái này à? À. Hay là dày. Đúng rồi, tôi lấy ra được. Được rồi, đưa cái củ bon rồi đây nè. Cái này già không lấy nè. Đưa mẹ ơi nè. Ừ. Con không bẻ gốc đi à? Bẻ gốc đi như mấy cái này nè. Hả? Bẻ như nào? Đây, bẻ nó đi nè. Bẻ nó đi à? Vâng. Bẻ nó đi không được à? Đúng rồi. Không được đi. Mẹ ơi nè. Ừ. Mẹ ơi, nhìn bon này. Nhìn này. Ừ. Khỏe. Khỏe. Để cho em bon nhổ nhiều nhiều vào đi, mẹ ngồi đây nhặt nhá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, tâm gì hả? Thơm lắm, thơm lắm. Để anh nè. Rồi, để xuống đi. Bon lớn, Bon làm nhà to cho mẹ nhé. Ok. Đi đây. Nè, rồi em Bon đi đây. Để kiếm nhà to nha. Rồi. Xem em Bon bắn chim. Lần này chú bắn chim.
Nhập thêm nhé. Bon ơi, con dậy mình đi về đó. Hả? Con ngủ. Con ngủ quên mất à? Đi nào, dậy đi rủ thôi nè. Con cầm cái rủ của con nhé. Bon cầm rủ của con nhé, chuẩn bị nhé. Con bay con ngủ cơn, lâu rồi đó. Mẹ cho vào cùi. Đúng rồi, cho vào cùi của mẹ. Em bon cầm cái rổ đi nhá. Vâng. Mẹ ai cầm cái rổ không? Có. Mẹ cho vào cùi cùng mẹ bon đi. Ừ. Cho con một bó này. Đúng. Lập gì đấy? Đúng không? Không phải giả. Em bon cùi đấy. Trời lắm. Trời ơi. Rồi. Đi về nào. Đi về đi. Đi nhà con đây. Đi chợ này. Đi chợ bán. Cái túi ra.
Đưa con có đây, bác lấy băng này thôi. Rồi. Cái băng này sao à? Rau cải này ngon lắm nhỉ. Lấy về làm dưa cũng được. Lấy nhiều một tí. Bao tiền nhỉ?